Hello, chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một, đó là một chiếc hộp để bút đa năng. Và buổi hôm nay mình hộp để bút năng, hôm nay mình sẽ dùng tông màu, đó là tông màu cam. Mình sẽ làm bằng tông màu cam nhá. Mình có phụ kiện thêm đó là màu vàng các bạn nhá. Đầu tiên nếu muốn làm được cái này thì mình lấy tạm ống đi bút được mình trước mình làm đã. Wow, rất là nhiều màu. Thì chúng ta sẽ cần đó là thước để làm được bút này, chiếc thước này, chiếc bút này, chiếc kéo hay rồi, và súng máy bắn keo. Giờ chúng ta bước vào làm việc thôi. Bút này làm cho to tí thì chúng ta mượn luôn cái này, mượn cái ống này để quấn tạm nhá. Nào, bắt đầu làm thôi. Làm chiếc hộp bút đa năng quấn lại. Mình sẽ cắm máy bắn keo để mình làm. Đầu chiếc máy bắn keo này mình sẽ làm bút này, mình sẽ cắt bớt phần này đi của nó, tí mình làm đáy đế của nó luôn, bút ngắn thôi. Bắt đầu làm thôi. Kiếm được chỉ dài này. Sẽ ghi phần này lại của nó. Rồi, rồi mình dùng thước, mình lấy một chiếc bút. Hơi nóng một xíu. Chà. Đấy. Không chỉ được một hộp bút đấy, không mình tỉa vào cái phần này đi là được. Mình quấn lại thành hai lần, hai viền. Cho nó sinh động hơn. Chỉ được nhiều dây dợ ở đây luôn. Còn lên nè.
cho thử bút vào thế nào được chưa nhá. Này chắc được đấy. Thước bút thử hết rồi đấy. Bây giờ lược là bọc trang trí cho nó thì mình sẽ dùng tông màu dính quá. Bạn từ từ đợi mình một xíu, mình sẽ làm quấn này, kiếm này đi cho nó ok đã các bạn. Kéo đâu nhỉ, kéo đâu rồi. Tay quá, toàn keo ấy. Rồi để bắt đầu cắt mắt cho nó này. Lồng ở trong là xong ấy. Lại ok nha. Ok rồi. Rồi để thử lại thế nào. Xanh điêu luôn. Đấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc hộp để bút rồi. Các bạn thấy xinh xắn không ạ? Chiếc hộp để bút đa năng, để cái lọ keo này, một lọ keo để đây này và hộp bút nữa. Thế là mình đã có lọ bút mới rồi. Lọ bút được làm theo tông là vàng xanh, bên trong lõi của nó là màu này, màu cam. Ok đấy. Rồi, để tạm ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi sau.